Ngày 16 tháng 5 năm 29, Trung Hoa Dân Quốc, thành Trường Giang với sự lan rộng của hơn 7.000 km vuông cũng đã mất. Kẻ thù đã lấy đi hơn nửa Trung Quốc. Đất nước chúng ta đang trong tình thế nguy kịch. Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài hy sinh thân mình. Không có sự lựa chọn nào hết. Kẻ địch đang tiến đến. Nổ pháo. Sanh Vu, bắn, bắn, dân thưa ngài. Bắn. Chỉ huy trưởng, đến lúc đầu hàng rồi. Chúng ta phải đi ngay. Đây là một trận đấu thất bại. Tôi sẽ không rời khỏi đây. Không, anh không thể ở đây. Để tôi đưa anh đi. Chúng ta đã thất bại ở Thiên Tân. Tôi đã rời khỏi đó. Sau đó chúng ta cũng thua ở Bắc Kinh. Và tôi cũng đã rời khỏi đó. Vậy là tôi luôn đuổi theo thất bại ở toàn bộ Bắc Trung Quốc. Hôm nay tôi, Trang Chi Hùng, sẽ không rời đi. Không, đưa anh ta đi. Anh là chỉ huy trưởng. Chúng tôi không thể bỏ anh lại. Chúng tôi không thể đi nếu thiếu anh. Tôi thà tin rằng chỉ cần chúng ta còn đầy quyết tâm, đất nước và tổ quốc của 5.000 năm lịch sử sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Một đất nước đảo cướp biển, tâm nguyện được chết vì đất nước và tổ quốc của tôi sẽ mãi tồn tại cùng thử thách và sẽ không bao giờ mất.
Nhà hát châu Âu đã được thấy sự đầu hàng của Ba Lan, sau đó là Đan Mạch, Hà Lan và Bỉ lần lượt đầu hàng. Pháp, sau khi bị tiêu diệt bởi quân đội mạnh nhất ở châu Âu, cũng đầu hàng. Có vẻ là một miếng mồi khó xơi, nhưng lại dễ dàng quỳ xuống thua cuộc. Sự phức tạp ngày càng dâng cao. Vào cuối tháng 3, Wang Jin đã lập một chính quyền bù nhìn. Cho tới nay, hơn 1 triệu quân lính của Chong Xin đã đầu hàng. Theo một nguồn tin ở Hồng Kông, KMT và Tokyo đang hướng về các đại sứ. Thiên Tân và Thượng Hải đã mất. Vậy là phần lớn của phía Bắc và Trung Trung Quốc, giờ phía Nam cũng đang trong nguy cơ. Cả đất nước lẫn toàn thế giới đang kêu gào cho một chiến dịch thắng lợi. Cho tới nay, chúng ta đã tàn phá các sĩ quan cấp cao của Trung Quốc. Tổng cộng là 117 người. Trước khi tiến đến trụ sở Xô Viết ở phía Bắc hay là Thái Bình Dương ở phía Nam, chiến tranh ở Trung Quốc phải kết thúc. Để kết thúc chiến tranh ở Trung Quốc, chúng ta cần một cuộc chiến tranh khác để hỗ trợ. Để hoàn thành chiến lược này, chúng ta cần phải nhượng bộ phía Bắc Trung Quốc trước. Báo cáo, bước tiến mới của chúng ta đã phá thêm hơn 4 pháo đài của Nhật. Chúng ta có cần phải đổi đường hành quân không ạ? Quân Nhật đang hướng đến đường đi của ta, đó là chính sách giam cầm. Giờ chỉ còn lại hai nước hoàn toàn bị khống chế trong khu vực của ta. Quân Nhật đang phụ thuộc vào tuyến đường sắt và tuyến xa lộ, và xây dựng thêm nhiều kho hàng, cũng như là những pháo đài quân sự. Nhìn này, cả chất lượng lẫn số lượng đều đang tăng lên. Ở đây và ở đây, ép ở những hướng này. Nó có vẻ chúng đang giăng một cái lưới lớn nhằm mục đích giam cầm chúng ta. Cậu có biết đánh dần chữ giam cầm không? Cậu có biết cái lòng nó trông ra sao không? Quân Nhật đang dồn chúng ta lại. Chúng ta phá cái lòng này, lật qua. Kế hoạch hành động này được làm bởi chỉ huy tối cao của Nhật ở phía Bắc Trung Quốc, Hayao Tada. Hãy nhớ rõ người này. Tôi sẽ phá vỡ cái lòng của ông ta. Đây là toàn quyền của quân Cộng sản, phó chỉ huy của quân đoàn tuyến số 8. Ông ta dũng mãnh như hổ, ý chí của ông ta cứng hơn cả thép. Tên ông ta là Pan Duhai. Người này là Zhou Wan, trợ lý của Pan Duhai. Ông ta rất có tài và từng học ở tổ chức Xô Viết, một bậc thầy chiến lược quân sự. Quân đội tuyến số 8 trốn giữa những người dân. Họ trông như những dân thường. Hơn thế nữa, họ thường so sánh quần chúng như nước, so sánh họ như những con cá. Kế hoạch cổng an ninh phía Bắc Trung Quốc là chia cắt cá với nước. Như một câu thành ngữ của Trung Quốc, làm cạn cái hồ để bắt con cá. Hai người là mối đe dọa bậc nhất của chúng ta tại phía Bắc Trung Quốc. Hãy cùng lặp lại tên của chúng. Các cậu phải nhớ cho rõ. Pan Duhai, Pan Duhai, Chu Quan, Pan Duhai, Chu Quan, giết chúng. Thôi. Làm tốt lắm. Chỉ huy đánh giá rất cao kế hoạch này. Chúng ta có 4 tuyến đường sắt: Chen Tai, Tong Pu, Pin Han, Trung Bu. Chúng giống như 4 trụ cột dùng để 7 con thú hoang. Quân đội tuyến số 8, cái lồng như người Trung Quốc nói,
Chúng tôi gọi nó là kế hoạch cổng an ninh phía Bắc Trung Quốc. Chúng ta sẽ lấy đường sắt làm trụ cột, xa lộ làm xích và pháo đài làm khóa, tấn công thẳng tay vào vùng đó. Sau đó sẽ có một phòng nhỏ hơn dành cho quân đội cộng sản. Toàn quyền, hầu hết người Trung Quốc sẽ không đứng về phía ta. Chúng cung cấp của cải và nhân lực cho quân đội tuyến số 8. Một mệnh lệnh được ban hành bởi tổng bộ. Chúng ta sẽ tìm kiếm từ vùng chiến tranh cho đến đám tro tàn. Cho đến đám tro tàn sao? Giết sạch, cướp sạch, đốt sạch. Tuân lệnh. Có chuyện gì vậy? Không! Đi! Nhanh lên! Tiếp tục đi, tuân lệnh. Đốt đi. Đến lúc rồi. Một ngôi làng giàu có đã biến mất trong chốc lát. Đây hoàn toàn là diệt chủng. Nhất định chúng ta sẽ báo thù. Đợt kiểm tra lần trước không tốt lắm và không đáng giá, không đủ mạnh mẽ. Một nhà tù được dựng lên bao quanh bởi những bức tường từ mọi hướng. Phá một cái phía trước thì không hợp lý chút nào. Phá cái bên hông cũng không được lợi gì. Một cách hoàn hảo là phá toàn bộ nó, lật đổ tất cả bọn chúng. Chu Wan, không có gì được làm nên mà không phá vỡ. Chỉ có cái chết là vui vẻ nằm hôi thối trong cái hòm mà thôi. Những ai còn sống thì phải phá vỡ cái nhà tù đó. Làm thế nào để phá nó? Tấn công toàn diện để tạo ra sức lan tỏa khổng lồ, lật đổ cái lồng thành từng miếng nhỏ. Vậy anh muốn bao nhiêu để làm? Tôi muốn một cuộc tổng tấn công, huy động tất cả mọi người. Nó là trò chơi gì? Trò chơi của Pen. Nếu chúng ta làm cách này, mạo hiểm sẽ rất lớn. Một người bị nhốt trong lồng ngay cả thở cũng không thể. Sao anh ta lại sợ rủi ro? Khóa lại. Nhìn này, nó giống như một bãi chiến trường. Để tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn trong tình thế bị bao vây, cần phải có một hành động chiến lược thông minh. Bằng cách đó, chúng ta sẽ thể hiện sức mạnh thật sự của ta. Như ngửa bài với kẻ địch, trong một ván bài, ai ngã bài trước thường sẽ vào thế bị động.
Chu Quan, chúng ta đã ở trong quân đội hơn chục năm, nhiều năm, thấy hàng ngàn ngày và đêm, kịch bản ngày tận thế luôn theo chúng ta mỗi lúc. Nhưng chúng ta vẫn ở đây, chúng ta vẫn đứng đây. Giờ chúng ta ở đây không phải vì sự sống còn của chính chúng ta, mà là cho quần chúng. Chúng ta đã cứu họ khỏi những tình huống khốc liệt. Anh đã thấy chuyện gì xảy ra với Giao Gia Du? Tất cả đã mất trong một phút chốc. Sớm muộn gì cũng tới toàn Trung Quốc. Chúng ta chia sẻ đồng cảm. Cuộc chiến ở Bắc Kinh, Thiên Tân và một trận khác ở Hàng Châu, cuộc chiến ở Chắc Xin, tất cả đều thất bại. Chao Đen Du, Tôn Liên Ga, Hao Men Jin, Chan Chi Yong, họ đều hy sinh. Chính quyền Nhật luôn mơ đứng việc nghiền nát chúng ta và chọc Chan Kai Suk với Wang Jinwei. Cái lòng của quân Nhật như một cái dây thòng lọng muốn bẻ cổ chúng ta. Nó chỉ ngày càng chặt hơn. Nếu chúng ta không phá cái lòng này, kế hoạch của Giao Gia Du sẽ được tiếp tục. Anh đang muốn tạo một bước tiến lớn để cho thấy quân đội tuyến số 8 là ai và cho thấy sự bất tử của Trung Quốc. Vậy thì tôi phải tập hợp tất cả lực lượng trong khu vực quân sự này, kết hợp cả lực lượng và thiết bị để đảm bảo cho sự thành công này. Được rồi, tôi sẽ tiến hành kế hoạch. Anh luôn là người hiểu tôi nhất, Chu. Chờ chút. Quân Nhật đã tàn sát dân làng. Tôi đã tới đó và thắt lưng của tôi mất rồi. Giúp tôi tìm một sợi khác. Chỉ huy chắc chắn là cần một thứ gì đó để đứng thẳng lên. Vì vậy, anh hãy lấy của tôi. Vì đất nước không có trụ cột nghĩa là không có hy vọng. Thưa ngài, toàn quyền Pen, chào ngài. Thưa ngài, tôi muốn báo cáo. Tôi muốn gia nhập vào quân đội tuyến số 8. Tên tôi là Yao Sanwu, bộ pháo binh nhóm thứ 6, tốt nghiệp từ học viện quân sự Wampa. Xin hãy xem, người của Giang Chi Yong. Đây là ngựa của anh nè. Ngựa tốt. Ông ấy là tổng chỉ huy của chúng ta, toàn quyền Pandu Hai. Cậu cùng với con ngựa theo chúng tôi đi bắt bọn Nhật nào. Ngài Pen đưa chúng tôi đến đây vào nửa đêm, chắc sẽ có hành động lớn nào đó. Vâng, thưa ngài. Tôi giữ mọi người lại đây cả ngày. Mọi người đã đến từ nhiều điểm. Diêu Chen, Xiao Pin, Xiang Yin đến lúc cuối, họ thậm chí còn chưa rửa mặt. Tôi rất trân trọng sự tận tụy của mọi người. Rửa mặt không phải là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tôi e là như thế. Ngài Pen, có vẻ mọi người cần nghỉ một chút. Tôi cũng chưa rửa mặt cả ngày rồi. Nhưng mục tiêu của chúng ta là phá vỡ cái lồng này để báo thù. Báo thù quan trọng hơn rửa mặt. Kế hoạch này được suy ngẫm một thời gian dài trước khi toàn quyền Hồ trở về Giang Nhan. Nó bao gồm các vấn đề như nhân lực, thiết bị và tổn thất. Nó còn được cân nhắc là một chiến lược trả thù tiềm năng đối với quân đội Nhật, cũng như là vấn đề sống còn đối với doanh trại của ta. Nếu chúng ta không có hành động nào, nếu chúng ta không thể làm được, đất nước sẽ mất, tổ quốc sẽ mất.
bình yên cuối cùng trong đêm, tiếng chân ngựa phá vỡ màn đêm. Ông lại thức à? Tôi hả? Bà De Hoài chắc còn tỉnh hơn tôi. Không chỉ có Ben De Hoài mà còn có Puchen, Xiaoping, Rongzhen, Yilong và Sanjin. Những người đó chắc cũng còn thức. Ben không ngủ thì những người khác cũng không. Tôi đã đọc tin của Ben trong ánh sáng cho tình huống cả nước, trong cả chiến lược và khả năng thực tế. Chúng ta cần có một chiến lược hoàn hảo. Ben là một người không bao giờ đánh cược thấp. Một khi anh ấy đã nói, anh ấy nhất định làm được. Tiếng ngựa nửa đêm, hãy bắt đầu cuộc chiến lớn này. Đường sắt Chen Tai, đường sắt Tôn Pu, đường sắt Pin Han và đường sắt Chin Pu đều ở đây. Trạm xe lửa, cầu, kho chứa hàng, mìn, mối lo của bọn Nhật đều nằm ở đây. Toàn bộ Bắc Trung Quốc đều nằm ở đây. Những nguồn tin cho biết bọn Nhật có một kế hoạch dài để loại bỏ tôi. Cứ để chúng làm thế. Thực tế tôi không quan trọng. Có rất nhiều Ben trong này, và còn rất nhiều trong bộ, trung đoàn, tập thể của ta. Sự mở rộng của 500 km², phá hủy đường sắt, đặt bơm cầu, tấn công các trạm và lấy mìn. Đây chính là cách đánh chớp nhoáng của ta. Hãy cho bọn Nhật thấy có bao nhiêu Ben trong quân đội của chúng ta. Tất cả những thứ cơ bản và băng thông, chú ý vào tín hiệu. Khu quân sự Sanxi, Haibei, đơn vị 120, đơn vị 129, lữ đoàn 386. Lữ đoàn thống nhất giết bọn Nhật không vấn đề, nhưng vũ khí của ta không tốt. Yêu cầu quân Nhật vũ khí tốt hơn. Tiến hành đi, nhiều người mới trong nhánh của chúng ta. Nhuệ khí của họ rất hoàn hảo. Tuy nhiên khi tỉnh tức tuyển người cho cuộc chiến với Nhật, không chiến tranh, không đổ máu. Và một người mới sẽ không bao giờ là người kỳ cựu. Dĩ nhiên chúng ta không làm ở các trận thua cuộc. Kiểm tra nhiệm vụ, kẻ thù và bạn, thời gian và địa điểm, quyết định dựa trên 5 điều kiện trên. Hành động phải dứt khoát. Mọi người có thể nói về khó khăn, nhưng nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Ngài Ben, đến lúc đưa mệnh lệnh rồi. Chu Wan, chúng ta có ngoại hình hoàn toàn khác nhau, nhưng sợi thắt lưng anh cho tôi rất hợp với tôi. Xương sống thì giống nhau cho dù có khác về hình thể. Xương sống giống nhau à? Tôi thích câu này. Không hổ danh là người tốt nghiệp đầu tiên của Wampa, và cũng tốt nghiệp từ học viện quân sự Brunze. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ cho anh một sợi mới. Thưa ngài, sợi của tôi được làm từ tổ chức Xô Viết đó. Tôi sẽ cho anh sợi tốt nhất của Trung Quốc. Đặt giờ đi. Bây giờ là 15:43. 15:43. Đây là mệnh lệnh. Đơn vị 120, đơn vị 129, tất cả nhánh tấn công của khu vực quân sự Sanxi Cha Ha Hebei bắt đầu chớp nhoáng vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 8. Mục tiêu là đường sắt Chen Tai, Tôn Pu, Pin Han, Chin Pu và toàn hệ thống xa lộ trong khu vực trên. Tấn công mạnh mẽ, chớp nhoáng trong cự ly gần. Tuấn lệnh. Mọi người đi thôi.
Thưa ngài, có chuyện gì? Đường sắt Pinhan, Tongbu và Chentai đều bị trật đường ray hầu như cùng một lúc. Bây giờ các tuyến đường sắt đã bị tê liệt. Đồ ăn hại. Điều này có nghĩa vận tải đường sắt ở Bắc Trung Quốc đều không thể hoạt động nữa. Hơn thế, bộ phận cao tốc cũng báo cáo một số con đường bị hư hại. Họ đang xác định lại. Có ai nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra ở Bắc Trung Quốc không? Có thể giải thích cho tôi không? Có ai cho tôi biết rõ không? Bước đầu của chiến lược, chúng tôi dự định sẽ có 22 chiến lược. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị kỹ, số lượng cụ thể nhiều hơn rất nhiều. Bây giờ, dọc theo đường sắt với chiều dài 700 km, quân lính của ta đang tràn đầy nhiệt huyết. Họ như hổ vừa xuống núi, gầm gừ với kẻ địch. Binh lính và người dân đã kìm nén cơn giận từ lâu. Đây là một sức mạnh tuyệt vời để càn quét tất cả. Hãy chuyển cơn giận dữ trong lòng thành nòng súng của báo thù. Kế hoạch được tiến hành theo đúng như mong đợi. Đường sắt Chen Tai đã bị phá hủy bởi chúng ta. Bây giờ nó đã hỏng. Đây chỉ là khởi đầu. Như Duy Phi, một chiến binh yêu nước, chúng ta chỉ đang trên đường đến tiền tuyến. Ta như đang ở giai đoạn đầu của cuộc chiến trường kỳ. Sau khi phá hủy chúng, chúng ta nên nghĩ ra ý tưởng đến nước cho phòng thủ. Mục tiêu tiếp theo là trạm Nanjian. Trạm này là chìa khóa cho việc kết nối các vùng. Đó là một điều bắt buộc kể từ thời cổ đại. Quân Nhật đã làm cho nó trở thành chìa khóa trung tâm cho việc vận chuyển binh lính và vật liệu. Để thành công ở trận đánh cuối cùng của chiến tranh chớp nhoáng, ta phải chiếm được Nanjian. Ra lệnh cho trung đoàn Han Jichan và tiểu đoàn Lanahan chiếm trạm xe lửa lần lượt về phía đông và phía tây. Chỉ huy của tiểu đoàn 2, dân, cậu đem người của cậu tấn công quân Nhật từ bên trái, đánh cho chúng một cú chết ngay. Tuân lệnh, theo tôi. Nhãn Chi Quan, dân, đường sắt Chan Quan đến Nhãn Chi Quan đã được khôi phục, lập tức củng cố trạm Nhãn Chi Quan. Chuẩn bị tấn công. Chuẩn bị. Chờ đã. Cô có thấy chữ thập đỏ đằng kia? Anh có ý gì? Cô không thể tấn công đối tượng không phải mục tiêu. Chỉ huy của tiểu đoàn 1, chỉ huy, tôi sẽ đánh lạc hướng hỏa lực của Nhật từ phía trước. Cậu mang người của cậu sang bên phải và tấn công chúng từ phía sau. Đi đi, tuấn lệnh. Bị lừa rồi. Đưa một số người đến chỗ của Han Chi-chen đi. Nói dòng máy là tình hình đã thay đổi. Địch đã củng cố đội hình. Dân, trận chiến vẫn tiếp tục ở Nanjing. Chúng sẽ không phá hủy nó. Đó là phòng thủ. Đó là kế hoạch phòng thủ.
củng cố thêm cho Nam Chi Quan. Tuân lệnh. Cẩn thận, quân Nhật phục kích. Cho tôi một thanh đạn. Chặn các điểm chết từ hai phía. Che cho tôi. Cả hai người theo tôi. Theo tôi. Kìm hãm lại tấn công của địch. Chuẩn bị pháo. Tàu chữ thập đó thực tế là quân trợ giúp của Nhật. Thấy bao nhiêu người của chúng ta đã hy sinh. Bọn Nhật thật tàn ác. Bắn hướng 11 giờ. Tiểu đoàn 1, đưa tôi đến kho hàng. Tiểu đoàn 1, theo tôi. Ra hiệu. Lập tức chú ý tàu bọc thép. Tấn công chúng từ tiếng reo. Gửi từ tiền tuyến Nam Chi Quan. Tư Quan, Chu Quan, anh đã học rất nhiều từ tổ chức Xô Viết. Cách nào để tiêu diệt một xe tăng nhanh và gọn nhất? Một tăng khác. Nhưng cái gì tiêu diệt được xe bọc thép? Chỉ có tấn công bất ngờ, có thể đánh trúng vào điểm yếu gót chân của Archie. Làm cách nào tiêu diệt được nó? Đổi túi. Đổi thêm nữa đi. Không hiệu quả. Anh có ý kiến gì? Chúng ta sử dụng cái kia. Tôi cần một người lái xe lửa. Có ai lái được xe lửa không? Tôi lớn lên từ mỏ than Jin Jin. Cha tôi lái xe lửa đó. Thưa ngài, tôi đợi lệnh. Nhớ bật công tắc. Nhớ đảm bảo nó nằm trên cùng một đường ray. Tốt. Tôi sẽ lo nó. Bây giờ không thể rồi. Đưa tôi cái điều khiển. Tiểu đoàn 1, theo tôi. Chỉ huy tiểu đoàn 1,
thương ngài. Tại sao cái điều khiển nhấn chưa lấy được? Súng của địch quá mạnh. Tàu đến rồi. Nghe cho tôi, theo tôi. Thưa ngài, hãy yểm trợ cho tôi. Giao San Wu, nghe tôi nói, chuẩn bị nhảy đi, chúng ta sẽ cùng nhảy. Đếp vận hành lại 4 tuyến đường sắt mất khoảng 18 tháng. Tôi cho ông 1 tháng rưỡi. Tuân lệnh. Okazaki, dân. Toàn quyền kết nối với nhánh bên Mongolia. Tuân lệnh. Đây là vết thẹo của tàn thuốc. Trận chiến ở Nhãn Chi Quan có vẻ đã làm Haudatada đau đớn và tức tối. Đừng xem Haudatada là một tên ngốc. Thưa ngài, một báo cáo từ chiến trường. Nói đi. Trong trận chiến chớp nhoáng, chúng ta đã phá hủy 470 km đường sắt, 1500 km đường xa lộ và 258 cây cầu đường hầm trạm xe lửa. Kế hoạch ban đầu là liên kết 22 trung đoàn, bây giờ đã có 105 trung đoàn trên mặt trận. Hai trong số đó đang xác nhận kết quả. Có chính xác bao nhiêu trung đoàn ở đó không quan trọng. Chúng ta chỉ cần gọi nó là chiến dịch trăm trung đoàn. Gọi là chiến dịch trăm trung đoàn. Chiến dịch trăm trung đoàn. Bạn có Edgar Snow ở phía đông, gọi đó là chiến dịch trăm trung đoàn. Nhiều người trong số họ xuất hiện trong sách của ông ấy. Không quan trọng ai khởi xướng và lãnh đạo chiến dịch chớp nhoáng này, không nghi ngờ gì, họ đang chứng minh cho thế giới rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ đầu hàng. Đứng trước cái xấu xa bởi bọn ác quỷ, họ sẽ tiếp tục đấu tranh, cho dù họ bị cô lập. Trung Quốc vẫn kháng chiến, họ sẽ không thỏa hiệp với chính quyền Nhật hay quân đội Hoàng gia Nhật. Sự thật đã chứng minh luật của Nhật ở Bắc Trung Quốc không mạnh như vẫn tưởng.
Họ đang ngồi trên một núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Nó được báo cáo, chiến dịch trăm trung đoàn được tổ chức bởi quân đội tuyến số 8 ở Bắc Trung Quốc. Chi tiết về thắng lợi cần được xác định sâu hơn. Khi nào thì chúng ta bắt đầu cuộc chiến chống lại sự hung tàn của Nhật? Chính thức là năm 26. Nếu chúng ta lấy ngày 18 tháng 9 làm điểm bắt đầu, cuộc chiến đã kéo dài một thập kỷ. Nó bắt đầu vào năm 21, thời Thiên Hoàng Quan Xu. Năm đó, Triều Đại Minh bán Taiwan cho Nhật. Năm đó, ta tham gia quân đội chống Nhật tại Đài Loan. Ta liên xem người Trung Quốc bắt đầu cuộc chiến từ giây phút đó. Cho tới hôm nay, ta đã trong cuộc chiến này 45 năm. Đây là lúc tôn vinh niềm tin. Con là người đứng đầu của cuộc tấn công. Tiền tuyến đã lập được thắng lợi, ít nhất còn cũng phải nói điều gì đó. Có một điện báo từ Pen, chiến lược trăm trung đoàn thật sự rất hào hứng. Có thể có thêm một trận chiến như vậy nữa không? Tốt lắm. Pen đã tạo được tiếng vang và Bắc Trung Quốc đã bị lung lay. Cuối cùng, chúng ta đã có một giây phút tự hào. Nhưng cuối cùng, sự chênh lệch sức mạnh là rất lớn. Nếu chúng ta chiến đấu như thế một lần nữa, bằng mở rộng quy mô, tôi không nghĩ Pen có thể chịu được. Thắng lợi chỉ được tính một lần thử, không bao giờ tính đến lần thử thứ hai. Pen đã gõ cái trống, vậy thì anh ta sẽ biết làm cách nào để đánh bọn Nhật thật mạnh với cú đánh chết người của anh ta. Tôi tin anh ta. Chu Quan, Liêu, Đan, Ron Chen và Hy Long, họ như những mũi tên đã ra khỏi nòng, không có đường trở lại. Cuộc chiến dự kiến sẽ mất một tuần, nhưng chúng ta mất một tháng. Thông thường chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong một thời gian, nhưng quân Nhật luôn gây rối. Chúng ta nên đánh chúng một lần cho xong. Cuộc chiến với mong muốn hơn thế nữa, lấy lại những gì ta đã mất, để cho ba khu vực doanh trại của ta, giờ tất cả đều được đặt ở tỉnh Shaanxi, trở thành một thể thống nhất. Chúng ta sẽ mở rộng ảnh hưởng của chiến dịch trăm trung đoàn. Chúng ta sẽ khôi phục hình ảnh đất nước. Người Trung Quốc đã chịu nhiều bất hạnh, xứng đáng được những hy vọng mới. Trận chiến phụ thuộc vào hành động. Kể từ bây giờ, mọi người không còn là một trung đoàn cỡ đất nước nữa, mà là trung đoàn thứ 7 mới của quân đội tuyến số 8. Dương cờ. Nhiệm vụ người cầm cờ là gì? Bảo vệ cờ. Cho dù phải hy sinh thân mình. Bảo vệ cờ. Cờ tạo hướng cho thắng lợi. Dân. Toàn ủy Simo, lời khen ngợi đã được đánh cho quân đội tuyến số 8. Đọc đi. Bộ binh của ngài đã có một cơ hội tốt cho việc tấn công. Một cú thổi mạnh đã thỏa hiệp với quân đội. Đây là phần thưởng. Gửi đi. Tuân lệnh. Một trăm trung đoàn. Toàn quyền, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Làm việc gần với người này, ngươi phải đánh bại quân đội tuyến số 8. Tuân lệnh. Cái này trả lại cho ngươi. Cảm ơn. Thưa ngài Lan, gần đây cấp trên chú ý đến chúng ta. Bọn Nhật cài rất nhiều gián điệp.
chỉ cho người có phép hợp lệ bước vào. Nếu tôi không phải cắt cổng ở đây, tôi sẽ bố trí một người núp trên đó để cảnh giác. Cất mọi thứ vào kho hàng. Sư phụ Phan, xài ớt bột mạnh hơn. Sư phụ, chúng tôi có thể nói chuyện với ông không? Chúng tôi tìm thấy một khẩu súng và anh ta nói ông có thể sửa được. Thấy không? Nó sẽ mất nhiều thời gian. Sư phụ, chúng tôi cần nó để phá một vật chắn trong vài ngày tới. Để tôi thử xem. Cảm ơn cô, không có gì. Này, anh kia, cái đó ở hướng kia, chuyển nó tới đằng kia. Được rồi. Sư phụ, công dụng của bột ớt là gì? Bây giờ không thể nói cho cô. Bọn Nhật luôn trốn trong những lô cốt. Tôi có một ý tưởng, cậu sẽ biết sớm thôi. Cái gì đây? Một loại bơ mới. Chúng ta không thể thành công nếu không có nó. Toàn Nguyên Du và Pen nói chúng ta, chúng ta không những phải đảm bảo sản xuất mà còn phải tận dụng tốt hơn những thiết bị của địch. Xem thử đi. Được. Đầy trí tưởng tượng. Xin lỗi. Triết lý chiến đấu của quân đội tuyến số 8 thật sự có mặt độc đáo của nó. Nó là phong cách độc đáo. Nếu cậu xem xét những điểm mạnh của các lực lượng trong nước, ý cậu là quân đội tuyến số 8 của chúng ta hả? Phải, ý tôi là quân đội của chúng ta. Đến đây cầm cái này nào. Ủy ban quốc gia đã sắp xếp nhà ở tất cả ngôi làng để hỗ trợ cho giai đoạn hành động thứ hai của quân đội tuyến thứ 8. Với khẩu phần cần thiết, từ đầu chiến tranh, quân đội tuyến số 8 đã luôn đi những quãng đường dài. Nhìn mọi người xem, không có sự hy sinh của họ, chúng ta sẽ không bao giờ có mặt ở đây. Chiến dịch Trăm Trung Đoàn là chiến tranh bởi con người. Chúng tôi từng mặc chúng qua những ngày hành quân dài. Làm đẹp lắm. Chúng tôi không lấy tiền cho quân đội tuyến số 8. Chúng tôi không cần tiền. Chiều Quan Yan'an đã hồi đáp và nói rõ rằng chúng ta có thể có thêm nhiều trận đánh như thế này nữa. Chiến dịch Trăm Trung Đoàn, cuộc đánh chớp nhoáng đóng vai trò như người khởi xướng. Nó giống như làm việc nạp thuốc vào chất nổ. Cầu chì đã cháy, thuốc phải nổ. Nếu không nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Xi Jing Wu là trái tim của Nhật Bản ở phía bắc Trung Quốc. Chúng ta phải cho nổ trái tim và cho chúng thấy quân đội tuyến thứ 8 được tạo ra để làm gì. Đầu tiên chúng ta dọa chúng rồi tấn công chúng một cách mạnh mẽ. Phải, dùng chúng vào trong góc. Miễn là bọn Nhật bắt đầu hoảng loạn, chiến trường toàn quốc sẽ được phục hồi. Thưa sếp, kẻ thủ Xi Jing Wu đã có vài thay đổi. Sư đoàn 120 đã gửi thêm một điện tín nữa. Đọc đi. Trưa hôm qua, kho hàng Xi Jing Wu đột nhiên phát ra tiếng của một động cơ năng lượng lớn. Chúng tôi quan sát thấy dấu hiệu của việc kích hoạt xe tăng. Nghĩa là gì? Bảo họ nói rõ ràng hơn đi. Thưa sếp.
tín hiệu radio của sư đoàn 120 đã bị gián đoạn nửa tiếng trước. Xem ra tôi phải đến đó rồi. Lấy cho tôi một con ngựa. Rõ. Đợi đã. Chỗ đó cách xa. Hãy cẩn thận. Quay lại nhanh nhé. Rõ. Thưa sếp, đây là giấy phép ra vào của tôi. Cho anh ta đi. Đi. Cảm ơn rất nhiều. Đồ khốn. Rượu của ngài đây. Thịt gà nướng ăn ngon miệng. Tận hưởng đi. Tuyệt đó. Cứu tôi với. Đây là kết thúc của báo cáo trinh sát. Vậy anh là Chan Dagan? Vâng, là tôi, thưa sếp. Cùng với trung đoàn 5 của lữ đoàn độc lập 1. Tôi biết anh. Toàn quyền. Đơn vị thiết giáp Nhật cùng với 200 tên lính Nhật. Để chúng cắn câu trước đã. Rồi răng của chúng sẽ bị vỡ. Thưa sếp, theo như quan sát của tôi, có rất nhiều xe tăng. Rất đáng sợ khi nó đến gần. Nhưng nó cũng có điểm yếu là đường ray. Miễn là có một liên kết ngắn bị phá vỡ, nó sẽ dừng lại. Thời điểm này trụ sở chính đầu tư rất nhiều. Sư đoàn pháo và tiểu đoàn pháo binh được gộp thành một nhóm. Họ sẽ trực tiếp làm việc với các anh. Họp vũ khí đã và đang làm việc ngày đêm. Chúng ta chỉ có một mục tiêu vào lúc này. Thậm chí nếu Xi Yanhui là một quả ốc chó, chúng ta cũng phải nghiền nát nó ra. Hồi đáp cho Chu Wan và Hi Long, chúng tôi đồng ý với kế hoạch tấn công Xi Yanhui. Trung đoàn của Han Xichen sẽ giúp ngăn chặn quân đội Nhật từ bên ngoài bằng cách tấn công đơn vị xe tăng tăng cường. Tham mưu trưởng, toàn quyền Pen hồi đáp. Đọc đi. Tôi đồng ý với kế hoạch hành động của Hi Long, bắt đầu tấn công vào rạng đông ngày mai. Tốt. Giờ thì đến lượt các anh. Tham mưu trưởng. Với tư cách là kẻ phản bội giả, anh có một nhiệm vụ quan trọng. Cần phải đột nhập vào trong lô cốt đầu tiên trước và chiếm lấy bục chỉ huy ở trên cao. Đó là phần trọng tâm của trận chiến này. Tôi đã là kẻ phản bội nhiều tháng rồi, kẻ thù không nghi ngờ gì tôi cả. Chỉ là sao? Nói đi. Bị trách mắng là một kẻ phản bội khiến tôi cảm thấy rất tệ. Vợ và con của anh ấy vẫn tưởng anh ấy là một kẻ phản bội thật sự. Anh ấy thậm chí không mở miệng ra nói tiếng nào. Đừng để tâm. Sau trận chiến này, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện lại rõ ràng. Cảm ơn ngài. Cảm ơn. Thưa ngài, chỉ là vài món ngon. Thưa ngài, tôi đến đây để đưa cho các ngài chút thức ăn. Ủa?
Tốt. Đến đây, đến đây. Vào đi. Thưa ngài. Nào. Làm theo kế hoạch, hành động đi. Tấn công, tấn công, hành động. Báo cáo từ Xi Jingu. Toàn quyền. Xi Jingu đã bị tấn công bởi quân đội cộng sản. Tỷ lệ địch vẫn chưa chắc chắn. Cứu thương, giúp giới. Cẩn thận hỏa lực của lô cốt số 2. Chỉ huy, lập tức tấn công lô cốt thứ 2. Đi qua con đường đó và chúng ta sẽ ở gần lô cốt 2. Chúng ta bị tấn công xe tăng gia cố. Bình tĩnh. Một khi chỉ huy của bọn Nhật đưa mặt ra, giết hắn ngay. Có chuyện gì thế? Sao không di chuyển? Có mai phục, rút lui nhanh. Chỉ huy, lô cốt số 2. Đi nào. Chỉ huy, anh có nghe tôi nói không? Hỏa lực rất mạnh ở lô cốt số 2. Đội biệt kích bị chặn rồi. Yêu cầu bắn hỗ trợ. Ra lệnh cho pháo binh đến lô cốt ở giữa. Cẩn thận, có người dân trong lô cốt bên phải. Trong lô cốt số 2, giết chúng. Số 3. Xe bọc thép của Nhật đã ra. Lựu đạn. Đẩy hai thanh cùng lúc, dẫm vào bàn đạp và nó sẽ di chuyển. Di chuyển rồi. Đang đi. Cẩn thận.
là xe tăng của Nhật, nạp đạn đi. Vâng, thưa sếp. Ngạc nhiên hả, đồ khốn. Tiếp tục nạp đạn, đưa tất cả súng bắn vào hông xe. Nạp đạn xong, phóng quả. Tấn công mạnh quá, chúng ta cần hỗ trợ ngay. Giờ chúng ta sẽ tiến hành với cái lô cốt của người dân. Ra lệnh cho đại bác đặt bơm hút vào. Quân tiếp viện đâu? Ra ngoài, nhanh lên. Ngừng bắn. Ngừng bắn. Chạy đi. Chạy đi. Ngăn súng của địch. Yểm trợ tôi. Bắn yểm trợ. Chặn súng của địch. Bắn vào bọn Nhật, không để thoát kẻ nào. Tiến lên. Bỏ súng xuống, các anh sẽ không bị giết. Chỉ huy, làm thế nào để đối phó với tên khốn sắt thép này đây? Không có dầu để chạy, nó chỉ là một cổ quan tài bằng sắt thôi. Đốt nó đi. Vâng. Chỉ huy, khi nào thì chúng ta sẽ có thể sản xuất ra thứ này? Sanwoo, sau khi loại bỏ hết bọn Nhật, hãy tạo ra hàng ngàn chiếc xe tăng đi. Và rồi lũ Nhật sẽ không thể quay lại nữa. Chắc chắn là không bao giờ. Sao anh lại ngồi đây? Tôi đang đợi anh. Chúng tôi đã chiến thắng ở Sijinwu. Tuyệt. Lưu Suzy đã hy sinh. Lưu Suzy. Chỉ huy đội. Trong những cuộc hành quân dài, anh ấy có một chỉ huy sư đoàn. Anh ấy đã bị giáng cấp thành chỉ huy đội để chiến đấu lại bọn Nhật.
Vũ. Dân. Có tin gì từ toàn quyền Du không? Ông ấy có hai cuộc gọi. Tôi đã nói chỉ huy mới đi nghỉ. Ghi lại lời nhắn. Dân, thưa sếp. Để Du liên lạc với Ben De Hoai. Chiến dịch trăm trung đoàn đã giành được nhiều chiến thắng. Lực lượng chính của quân đội tuyến số 8 đã giáng một chuỗi đòn nặng vào kẻ thù. Điều này chắc chắn sẽ nhanh chóng tạo ra những cuộc phản công mạnh mẽ của Nhật. Hoàn thiện chiến dịch này bằng cách trôi chảy. Yêu cầu sự thận trọng từ Pen và Su và cách xử lý linh hoạt vào đúng thời điểm. Rõ, đợi đã. Mấy giờ rồi? 11 giờ thưa chỉ huy. Bảo Su nói họ sau 12 giờ. Pen De Hoai xứng đáng được một giấc ngủ ngon. Có chuyện gì thế? Cái này cho tôi sao? Được rồi, cậu cầm lấy trước đi. Báo cáo. Giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công chớp nhoáng đã phá hủy 900 đồn địch. Thương vong của cả hai bên đang được điều tra. Chúng ta có số lượng phỏng chừng rồi. Hãy kiểm tra nó trước. Đây là chiến tranh. Những kẻ xâm lược đã đột nhập vào. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ hiến dâng sức lực và máu hơn là đi tự sát. Chỉ có cách này chúng ta mới có thể vinh danh tổ tiên của các thế hệ và đất mẹ. Chu Quan, chúng ta sẽ xây dựng một đài kỷ niệm cho liệt sĩ. Sau chiến dịch này, người Nhật phải hiểu được, dù chúng đã chiếm Thượng Hải, Vũ Hán và Chiêu Nghi, chiến tranh thực sự còn lớn hơn nữa. Quân đội tuyến số 9 sẽ tấn công từ bất cứ nơi nào. Họ đến từ những ngọn núi phương xa và xuất hiện từ dưới lòng đất. Giờ thì họ sẽ triển khai nhiều lực lượng để chuyển trọng tâm chiến lược trong tương lai đến khu vực căn cứ ở phía Bắc. Chiến tranh tàn bạo hơn ở vòng trong gốc kể từ khi chúng có những bước tiến lớn. Chúng ta sẽ chào đón chúng. Kể từ khi Hayao Tada và Yiko Gesawara đến đây, chúng ta không có sự lựa chọn. Tôi tham gia và anh cũng tham gia. Tất cả chúng ta đều tham gia. Đã đến lúc cho chúng một thất bại lớn. Thầy Pen, thêm việc cho anh đây. Phóng. Lấy đại bác và theo tôi. Lấy đạn đi cùng tôi. Rõ. Chuyện gì xảy ra thế? Chú ý tất cả mọi người, gọi đến trạm radio Honda Dong, nhanh lên. Làm thế nào mà địch đột nhập vào Honda Dong được? Đó là một người bí mật với hầu hết mọi người. Kiểm tra mọi thứ thật nhanh, liên lạc đến lực lượng gần nhất, tiếp viện cho Honda Dong. Rõ. Honda Dong đã được sinh ra phù hợp với việc phòng thủ. Miyagi yêu cầu trụ sở chính hỗ trợ không nhận. Rõ. Tình huống đã được xác minh. Sư đoàn 129 là đơn vị gần nhất ở đó. Tôi sẽ đến đó. Anh không thể.
gửi đoàn gián điệp đến để hỗ trợ. Chúng ta phải bảo vệ kho vũ khí Honda Đông. Đó là tất cả tài sản của chúng ta. Đi. Đi đi, gọi trụ sở chính để những đồng chí. Kho vũ khí Hoàng Gia Đông đã bị mất liên lạc. Gọi cho sư đoàn 129, lữ đoàn 386, khu vực quân sự Tây Han. Nơi nào có bọn Nhật, nơi đó có người có trụ sở chính quân đội tuyến số 8. Hành động nhanh lên, rõ. Chỉ huy ra lệnh, quân đội tuyến số 8 đã bao bọc kho vũ khí tại Hoàng Gia Đô. Rút quân ngay. Cái gì? Qua trái 30 độ. Nạp đạn. Giữ nguyên lực lượng. Rút quân. Rút quân. Rõ, rút lui. Trưởng đoàn đâu? Đồng chỉ huy của tôi đâu? Bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi đi. Chào sếp. Mọi người làm tốt lắm. Thưa sếp, Liang San, sao cô lại ở đây? Cô bị thương à? Kho vũ khí đã trải qua thương vong nặng. Hầu hết chỉ huy đều bị giết, bao gồm các thầy Fan. Đi nào. Sếp,
Vì mối thù hận này, chúng tôi sẽ trả thù cho mọi người tại quan gia nào. Toàn quyền đâu? Ở kia. Theo báo cáo của Okazaki, khoảng một chục trung đoàn của Fen đã khởi xướng việc bao vây lực lượng chúng ta. Ơn trời ban cho chúng ta, ơn trời ban cho hoàng đế của chúng ta, trụ sở chính của quân đội tuyến số 8 phải nằm ở đó. Lữ đoàn số 4, 5, 9 và 16 đang đi về hướng Busan. Kỵ binh đoàn của Kuromori cũng đã di chuyển. Nếu ơn trời này không được tận dụng, nó sẽ trở thành một gánh nặng. Vị trí chính xác của Okazaki đã được xác nhận chưa? Thị trấn Panlong, Guansnan nào. Toàn quyền Fen, chúng ta không thể chờ được nữa. Lữ đoàn số 4 của Nhật gần như sẽ là đến đây vào ngày mai. Vậy đây không phải là gió bọc của kẻ thù rồi, là chúng ta. Bo Chen, Sao Pin có mặt, Lida và Chan Ken. Những cuộc tấn công quân đội với bọn Nhật diễn ra đồng thời từ hai phía, ngăn ngừa chúng khỏi chạy xuống phía Tây. Tôi nhắc lại, kể từ khi căn cứ khu vực của chúng ta có những luật lệ cấm vào với mọi người, ai không có thể ra vào. Làm thế nào mà một lữ đoàn Nhật Bản đột kích căn cứ khu vực một cách tự do như thế? Phóng quả giảm trộm sao? Kể từ lúc nào mà chúng dám tới, chúng sẽ bị phán quyết ở đây. Chú ý, vẫn còn nạp đạn. Chúng ta đã sắp xếp ba hàng phòng ngự chống đỡ đến ngày mai. Ngày mai, trụ sở chính của phía Bắc Trung Quốc có vấn đề về lệnh. Quân tiếp diện đang trên đường đến đây. Sáng ngày mai, họ sẽ đến như chuột trong lỗ. Từ giờ anh sẽ nắm quyền ở đây. Tôi sẽ làm việc này. Sẵn sàng chiến đấu. Đến đỉnh chỉ huy chính. Rõ. Sẵn sàng chiến đấu. Một đội quân không có khả năng trong một trận chiến khó khăn, không có tương lai. Trận chiến sắp tới ở quan gia nào phải thật hung ác. Chúng ta có thể phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chúng ta quân đội tuyến số 8 phải không tiếc lòng can đảm để tiêu diệt bất cứ tình xâm lược nào. Trước một trận chiến lớn, kỷ luật của chúng ta phải được ưu tiên. Nếu bất cứ ai không nghe theo lệnh thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Bất cứ đơn vị nào thất bại nhiệm vụ của mình, đừng trách tôi khó tính. Đi đến phía đầu nào. Sao thế? Có một đoàn kỵ binh Nhật đang đuổi theo chúng ta. Đội bảo vệ, đưa toàn quyền Fen đi. Rõ. Lệnh cho trung đoàn pháo binh ngăn chặn kỵ binh Nhật. Rõ. Bọn Nhật chạy quá nhanh, đến nỗi không thể ngăn lại được. Theo tôi. Đưa cho tôi. Toàn quyền Pen,
Lệnh cho toàn bộ đơn vị ngay lập tức tập trung vào lực lượng của mình để chiếm được hầm càng sớm càng tốt. Bắn! Địch bắn rác quá. Đưa trung đội súng lưỡi lê xuống phía dưới hầm, nhanh lên. Có ai ở đó không? Đưa anh ấy đi, nhanh lên. Đánh nhau sườn. Trung đội súng lưỡi lê, đi mau. Yêu cầu súng đầy bát bắn vào hầm. Bắn. Quân đội tuyến số 8 đang đánh vào sườn. Đưa họ xuống. Ở kia, bắn đi. Ngăn địch lại. Bắn đi. Toàn quyền Pen, ngài không thể ở đây được nữa. Nếu có bất cứ chuyện gì, làm thế nào tôi có thể đối mặt với chỉ huy trưởng và toàn quyền Du? Yểm trợ toàn quyền rút lui. Rõ. Các người còn đợi gì nữa? Đi. Ai dám? Toàn quyền Pen, vị trí của ngài không phải ở đây. Vị trí của tôi được quyết định bởi tình huống chiến trường. Hiện tại tình huống quyết định rằng ngài cần rút lui. Tôi là chỉ huy, anh phải nghe theo lệnh tôi. Tôi phải ở đây với binh sĩ. Đưa toàn quyền đi. Trung đội súng lưỡi lê, theo tôi. Theo tôi. Yểm trợ. Nhanh lên, bắn yểm trợ. Chúng ta đến đằng đó, bắn. Bắn yểm trợ. Di chuyển. Bắn đi, bắn đi. Ngăn chúng bằng lựu đạn. Lựu đạn. Nấp đi. Theo tôi. Tấn công. Đánh vào bên sườn hầm. Quân đội tuyến số 8. Lên đỉnh của Quan Gia nào. Này, anh bạn. Cố lên, anh bạn. Anh bạn, đợi đã. Anh bạn. Chúng ta mất hầm rồi. Quân địch đã bao vây chúng ta. Báo cáo với tham mưu Kasahara. Báo cáo trực tiếp đến toàn quyền Tada. Tôi yêu cầu không quân ném bom vào vị trí của tôi. Vị trí này đã được đánh dấu bởi cờ của địch. Quan Cha nào đã bị bao vây bởi quân đội tuyến số 8. Lực lượng của tôi cam kết ở lại cùng mặt trận.
Vậy thôi. Rõ. Tôi đang đeo chiếc huy hiệu này lần nữa. Chỉ huy Giao, tại sao đơn vị của chúng ta vẫn chưa di chuyển? Toàn quyền Ben có kế hoạch riêng của mình. Cứ đợi đi. Kiếm chỗ nấp đi. Kiếm chỗ nấp. Nấp mau. Mọi người ổn chứ? Ổn. Sanwu, anh không sao chứ? Không sao. Cô cũng phải cẩn thận đó. Cô là chỉ huy của chúng tôi, đừng đi lang thang nữa. Tôi đang lo về đạn dược. Sau khi kết thúc trận chiến này, chúng ta phải sắp xếp một phi đội máy bay ném bom để nổ tung bọn Nhật đó trước. Tôi sẽ nhớ điều đó. Liang San. Chính trị viên Lan, chiến đấu bên cạnh cô là vinh dự lớn nhất của tôi. Người câm ư? Phải. Để làm chậm đội kỵ binh của Nhật, cậu ấy đã hy sinh bản thân. Quân tiếp diện của lực lượng bí mật đã chiến thắng kỵ binh Nhật, và họ đã tìm thấy cậu ấy. Tôi sẽ đi đôi giày dính đầy máu này. Để dẫm lên đỉnh của Quan Cha nào. Tập trung hỏa lực. Bắn. Đừng quăng phí một viên đạn nào. Rõ. Nói đi, chúng ta bị thương dốc nặng từ địa hình thử thách của đỉnh chính, rất khó để đến đó. Bo Chen, thương vong của chúng ta quá lớn. Hãy xin Ben về chỉ thị. Toàn quyền Ben. Các đơn vị của chúng ta bị tấn công, nhưng họ dễ dàng bị hạ sau hàng loạt cuộc tấn công. Chúng ta phải dừng lại. Chúng ta không thể có chút do dự nào được. Một chút do dự cũng có thể đưa chúng ta đến thất bại. Toàn quyền Ben, tôi thấy rằng độ dốc dưới của đỉnh núi chính Quan Sa Nao đã rất mềm. Ngài có thể dễ dàng đào bằng một cái xẻng. Ý anh là có một dự án kỹ thuật địa lý ở đây sao? Phải, một dự án kỹ thuật địa lý quy mô lớn. Đào một đường hầm tới đó. Đường hầm có thể hạn chế thương vong. Từ dưới lên đến đỉnh, nó chỉ khoảng 300 mét thôi. Với đường hầm chúng ta đến được vị trí cách khoảng 20 mét so với kẻ thù. Lựu đạn và đội súng lưỡi lê chắc chắn sẽ làm gì có hiệu quả. Ý tưởng hay. Nối máy đến trung đoàn 17, đào đồng thời từ hai phía,
làm cho ngọn núi trở nên trống rỗng, nắp nó cùng với thuốc nổ và rồi cho nó nổ. Rõ. Chính trị viên, cấp trên ra lệnh di chuyển trung đoàn của chúng ta. Nhiệm vụ là gì? Ta cần phải đào đất dưới đỉnh núi, sau đó Hoàng Xin Gen sẽ tóm tắt cụ thể. Chúng ta cần phải lấy cuốc và xẻng. Chú ý, theo tôi. Đi. Trung đoàn 17 đã tới đây. Bắt đầu hành động ngay. Đi. Lệnh cho lữ đoàn 1 tiếp tục đánh đặc hướng để bắn đạn vào bọn Nhật. Nói trung đoàn 7 tăng tốc độ đào đất lên. Rõ. Giữ vững. Giữ vững. Giữ vững vị trí. Giữ vững vị trí. Phi đội không quân của chúng ta đâu? Sao họ không đến hỗ trợ? Sang-woo, anh ổn chứ? Tôi vẫn ổn. Tôi đi lên đây. Cẩn thận. Nằm xuống. Chính trị viên. Chính trị viên. Liêu Sơn, đi, đi lấy thuốc nổ. Đi đi. Dân, giúp đỡ cô ấy. Gây nổ sẵn sàng chưa? Rồi thưa đại tá. Cho nổ. Súng máy bắn yểm trợ. Cô phải cố lên. Cô sẽ không chết. Nghe này, cô không thể chết được. Cho nổ. Nổ tung chúng đi.
中国共产党领导八路军主动发起的百团大战，历时五个多月，取得辉煌战果。仅前三个半月进行大小战斗1820余次，攻克据点2990余座，歼灭日伪军46000余人，粉碎了日军的囚笼政策，迟滞了日军南进的步伐，打出了共产党八路军的威风，反击了游而不击的谬论，极大地振奋了抗日军民的士气，阻止了日寇诱降的阴谋，坚定了全国人民夺取抗战最后胜利的信心。百团大战在中国人民抗日战争及世界反法西斯战争史上写下了极其光辉的一页。雪下小了，tuyết rơi không đủ mạnh. 我喜欢这雪下的，tôi thích tuyết rơi mạnh mà đến nhanh, giống như có chiến tranh. Tôi thích có một cái lớn, nhiều hơn 100 cuộc tấn công, tổng cộng binh sĩ khoảng 200.000 người. Chiến dịch kéo dài hàng tháng, vậy chưa đủ lớn sao? Đó là cờ của trung đoàn 17. Họ đã vinh danh chỉ huy của mình.Thật ra là nó đã được đấu tranh bởi rất nhiều người lính. Mặc dù những con người đó đã đi, nhưng lá cờ vẫn ở lại. Tôi cũng sẽ đặt tên tôi lên đó, trừ khi bọn Nhật Bản bị đánh đuổi. Sau khi chiến tranh chấm dứt, tôi sẽ trả lại chiếc thắt lưng này cho anh. Khi nào anh còn giữ chiếc thắt lưng, Chu Quan vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Thưa sếp, trung đoàn súng Đại Bác, nhóm 6, tốt nghiệp trường quân sự Wampa. Tôi có vài lời muốn nói với sếp. Nói đi. Trên mặt trận Gia Bin, tôi đã chứng kiến toàn quyền Chan Chi Hôn hy sinh cuộc đời ngày ấy cho đất nước. Quay về nhà, tôi thấy những thành viên trong gia đình và tất cả những người dân trong làng bị giết bởi quân đội Nhật. Vào lúc đó, tôi cảm thấy bầu trời thật đen tối. Trung Quốc đã cam chịu, nhưng đội quân đội tuyến số 8 đã nói với tôi, chính trị viên Len đã nói với tôi, và toàn quyền Pen cũng đã nói với tôi điều đó, rằng Trung Quốc vẫn ở đây. Trung Quốc vẫn đang đứng thẳng. Tôi không phải Pen De Hoai người đã nói với anh điều đó. Đó chính là máu của anh, là thịt của anh, và xương tủy đã nói với anh. Anh nhìn xem, không phải anh là một người lính đáng tự hào của quân đội tuyến số 7 sao? Chiến thắng của chiến dịch trăm trung đoàn đã lên tinh thần cho các nước bạn Trung Quốc để giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa và bảo vệ đất nước, chiến đấu với lòng dũng cảm, nghe theo những người tiên nhiệm, đã vượt qua nhiệm vụ tuyệt vời và vinh danh bản thân mình. Tôi, De Hoai, đã có một tình bạn sâu sắc với anh, mà tôi cảm thấy như mất đi người chiến binh và anh em thân thiết. Tôi chỉ có một niềm tin, chỉ có cách chiến thắng hoàn toàn chiến tranh mới có thể tránh bị mất nước và quốc gia. Chỉ có cách chiến thắng hoàn toàn chiến tranh mới có thể tránh bị mất nước. Trục xuất hoàn toàn bọn Nhật và chiến đấu đến cùng. Trục xuất hoàn toàn bọn Nhật, chiến đấu đến cùng.
Vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng công bố đầu hàng không điều kiện. मच्छर नजर आते ही डेंगू की घंटी बजने लगती है, इसीलिए मैं ले आई डॉलेंस हेल्थ जोन प्लस स्प्लिट। अब तो सर्दी होने वाली है, चाहे एसी ऑन हो या ऑफ, बस एक बटन दबाने से हेल्थ मोड ऑन हो जाए जो रखे मच्छरों को दूर, ताकि मेरी फैमिली रहे महफूज और पुरसुकून। डॉलेंस एंड यू, मेकिंग पाकिस्तान प्राउड।